Xin chào các bạn à, mình là Lê Văn Lộc và xin chào các bạn đến với cái video này. Đây là cái video mà mình báo giá điều hòa Đâu mình đó đã lắp đặt mãi ở tại Thủy Nguyên Hải Phòng. con Thì đây là một con đi GRI đây vào đây đi 9000 con thì đi anh đây Tiến vào đây đang bóc ra. đây Thì vào nói đây chung là ừ con máy này là mình lắp để 10 13 tầm với tầm tình trạng là tầm phòng nhỏ và lắp máy cơ chỉ để làm lạnh thôi đấy vào chứ tầm không em có đấy hai chiều. ừ. Thì máy này là mình đang bán ra thị trường với giá là 6 triệu mốt thôi. Đấy, 6 triệu mốt. Đấy rồi lắp xong Thì mà lạnh thì lắp xong còn lạnh thì anh chị em có thể em tham có hợp khảo đồng rồi này giá máy đã em có có máy là được bao gồm phí vận chuyển. Thì anh chị em có thể tham khảo. Thì giá máy nào, giá máy trần, ra nhà không thì em có máy có mới rồi cơ thi công lắp đặt hay là không có vừa đi cho phụ xe kiện bảo ô đống đồng gì cả. Thì đây là giá máy trần. Còn nếu như anh em muốn mua trọn gói thì chọn gói thì con chị máy em này có thể mua xe Lộc này sẽ không ăn chọn nhờ gói em với có thể giá 7 triệu tròn sáng đi, lên một cái này trong thời điểm là nó bị năm to nay hơn là 2022 với giá 7 triệu tròn. anh ạ Chọn gói 3 mét ống đồng, 3 mét ống đồng cho khách nhé, cả công lắp đặt và phụ kiện automat và dây điện chỉ có 7 triệu thôi, chỉ có 7 triệu. Nếu như anh em chị em mua chọn gói đến một cái giá ưu đãi nhất, chỉ có Lê Văn Lộc mới làm được cái giá này cho anh chị em, một chiếc máy cơ 9000 BTU Gary. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Thì ước mong là cái video này có ích cho anh chị em và nó giá rẻ cho anh chị em. Còn anh chị em mua máy trần là 6 triệu mốt nhé, 6 triệu mốt bao gồm phí vận chuyển nhé. Tính Cảm ra ơn anh chạy chị em năm rất là nay lâu nhiều. lâu Anh chị em là có câu hỏi gì thì em mới gọi đi số điện thoại ngay cho mình. Mình luôn luôn chờ đợi các cuộc gọi của các quý khách hàng. Và ước mong là các bạn cũng sẽ giới thiệu cho anh em, người thân, gia đình, bạn bè để cũng có thể mua được xe một mình cái đi máy điều đi hòa đi tốt, chất lượng, tập hộp như thế này mới và được ưu đãi nhất từ Lê Văn Lộc. Thì nói chung là các bạn mua ở điện máy hay là ở cả các công ty khác thì em nói cứ chung lấy là cái xe này cho mọi anh em thứ xem sẽ bị đắt đỏ hơn bản thân Lộc bán, vì Lộc bán là giá thị trường cho anh chị em, giá không có mặt bằng, không có cửa hàng, không có thuê nhân viên, không có quảng cáo, không có 9 mất rất nhiều chi phí linh tinh khác. là Đó, 2 chỉ bao gồm một phí báo giá và một phí vận chuyển cho anh chị em là 6 triệu mốt. Đấy, anh chị em nào có những cái nhu cầu, có những muốn cái dưỡng đấy muốn cái ưu đãi hỗ trợ hơn thì kia nhé. Thì em chúng đi ta cùng xong nhau luôn hợp tác và cũng cùng đấy nhau chắc có là những phải cái giữ 2 con kết quả này trong cuộc sống nhé. Rồi, ừ cảm ơn các bạn, đấy cảm ơn các bạn đã xem cái video này. nó quên còn tháo luôn Đây là GZ, đây là GZ 9 cơ, GZ 9 Molo. Mọi người thì cứ thích dùng có cái tô vít của em đâu hết rồi. mọi người thích dùng máy in, nhưng mà mình thì mua cứ máy cơ thôi, dùng ở nhà mình nhá. Thế thôi, không cần phải Thì tháo lên nóc xong tô rồi vít. thì Tô vít à? tôi biết Ô, thì tháo xong rồi đợi anh quay rồi. được chưa? Rồi. Nắp cho phòng ngủ của mình chưa, nắp mới toanh để sau này lấy vợ đấy, không phải nắp nữa. Con này trông nó to rồi. Quá to cục à? Nhưng cục mà nóng cũng 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 thay đổi kiểu dáng rồi, thay đổi kiểu dáng so với nóng là to cục nóng này, thay đổi kiểu dáng so với thời kỳ năm ngoái mới hết rồi. Đây này. Yêu con này nó chỉ có một tí ga thôi nhá. Anh đo tầm này là bao nhiêu? Tầm hai chân bao nhiêu? 55. 55 à? Anh 50. đo. Anh đo đo em từ đây đến đây. 50,5. Đây nó rộng bao nhiêu? 71. 71 đi, được rồi, mang thang. Anh ơi, vác thang em bỏ cách nào? Để em lên nào không đâu. Anh cứ lấy chuẩn đúng giữa lỗ là được. Đâu, làm nửa lỗ đấy thôi. Nửa lỗ đây thế thử thấy gì? Ừ. Thấy gì? Anh làm theo em là như thế này. Cách sao về bên nào? Theo em thì là làm
làm đuổi 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 đấy đuổi về đấy mà thị. Từ đây nhá, từ đây sang đây nhá. Tức là cái chân mã cục nóng anh bắt sát vào gần sát cái miệng đấy là được. Đây chân mã đây. Chân mã cục nóng đây. Gần sát vào đấy ừ. Đó, gần sát vào đấy cái đáy của nó thì gần gần bằng đấy là được. Đấy thì nó phải nuôi từ xuống tím. tức là cái máy này này cái máy này này nó hơi hơi tụt xuống cái lỗ đáy một tí. Khoảng 2 phân đâu. Tụt xuống khoảng 5 phân đi, 5 phân đi. Ừ. Nhá. Để tí nữa mình đứng ở trên cái mi này này mà mình siết ốc đồng mới hút chân không có dễ này. Hiểu chưa? Đây. Anh đâu đo vào mã chứ? Đo từ phủ bì từ đây vào đây chứ. Đo từ phủ bì ra đây chứ. Đấy. Đấy. Ừ. Về gọi là 13 phân. Đâu, tâm là 11 chứ. Tâm là 11. Phủ bì là 13. Ừ. Đấy vào sát mép này thì tí đo lên đo lỗ. Này chắc chỉ để khoảng dưới 2 phân rồi. Ừ. Đấy. Phủ bì 13. Đây là GZ. Đây là GZ 9 cơ. GZ 9 Molo. Mọi người thì cứ thích dùng mọi người thích dùng máy in nhưng mà mình thì mua cứ máy cơ thôi, dùng ở nhà mình nhá. Thế thôi, không cần phải. Tô vít à? Ô. Đấy xong rồi lắp xong cục nào, lạnh thì lắp xong cục lạnh thì em nhảy lên em nào cũng đồng còn anh ra anh bắt em cục nóng là được chưa? Thế thôi. Nào con này chỉ mất thời gian thôi, nó nhàn rồi, em xoay nỗ rồi. Vừa đi còn bục lốp xe không hả? Ô con này cái lốp xe này nó bị ăn vào đâu mà nó lại bị sáng lên một cái này nhỉ? Nó bị cọ đâu nhỉ? Đảo vành à? Cọ à? Thôi chết rồi. Mã vạch đây. Đây. Lưới nọc màu trắng này, bên trong là đồng vàng này. Đó, bên trong là đồng vàng. Đấy, kiểu dáng này, kiểu dáng 2022 thì nó cũng đã thay đổi một chút rồi. Cái này anh cứ lấy chuẩn đúng giữa lỗ là được. Đâu, làm nửa lỗ đấy thôi. Nửa lỗ đây thế, từ đấy thì gì? Ừ. Đấy gì? Anh làm theo em là như thế này. Chết sao về bên nào? Theo em thì là làm đuổi đấy đuổi về đấy mà thị. Từ đây nhá, từ đây sang đây nhá. Tức là cái chân mã cục nóng anh bắt sát vào gần sát cái miệng đấy là được. Đây chân mã đây. Chân mã cục nóng đây. Gần sát vào đấy ừ. Đó, gần sát vào đấy cái đáy của nó thì gần gần bằng đấy là được. Đấy thì nó phải nuôi từ xuống tím. Tức là cái máy này này cái máy này này nó hơi hơi tụt xuống cái lỗ đáy một tí. Khoảng 2 phân đâu. Tụt xuống khoảng 5 phân đi, 5 phân đi. Ừ. Nhá. Để tí nữa mình đứng ở trên cái mi này này mà mình siết ốc đồng mới hút chân không có dễ này. Hiểu chưa? Đợi anh quay quay vậy. Thôi. Nè, nắp cho phòng ngủ của mình. Chưa? Nắp mới toanh để sau này lấy vợ đấy, không phải nắp nữa. Con này trông nó to rồi. Cục nóng cũng thay đổi kiểu dáng rồi. Thay đổi kiểu dáng so với cục nóng này, thay đổi kiểu dáng so với thời kỳ năm ngoái mới hết rồi. Đây này. Yêu con này nó chỉ có một tí ga thôi nhá. Anh đo tâm này bao nhiêu? Tâm hai chân bao nhiêu? 55. À. 55 à? Anh đo. Anh đo em từ đây đến đây. 50,5. Đấy nó rộng bao nhiêu? 71.
71 đi, được rồi, mắc thang. Anh em bác thang em bỏ cách nào? Để em lên nào không đâu. Cắm điện 110 thôi, nó vẫn là điện 220 nhưng mà mình dùng 110 cho nó yếu đi. Khuôn mới. Có vẻ trông có vẻ đẹp hơn một chút. Ôi nó in cái tem này như tem fake vậy nhỉ. Ôi nhìn nó in cái tem này trông này. Tem này in cái tem này trông ghê gớm này. Máy 9 nhưng mà là 2638W. Giường đây. Giường hết rồi.